Rồi, anh Phi chào các bạn. Sáng nay anh Phi sẽ làm 3 đơn hàng này sớm đây. Để trưa nay anh Phi sẽ xử lý một số việc ở phía bên trong cửa hàng chẳng qua. Hạn như là anh Phi sẽ lắp thêm đèn cho khu vực chiếu sáng ở phía bên trong. Thì trước mắt các bạn sẽ là 3 đơn hàng. Và 3 đơn hàng này nó có 3 cái đặc thù khác nhau. Cho nên anh Phi sẽ chọn làm 3 đơn cùng một lúc. Ba cái đặc thù này nó như thế nào? Một là cái đơn hàng này là xe tay đua Ngân Hà 2502 với một cái mã hàng bình thường với một cái sản phẩm ngon lành cành đào. Cái thứ hai nữa, anh Phi vừa mới tạo các cái sản phẩm mã A là 2508A. Không có hẳn là tất cả mã A đều như vậy nha các bạn. Chữ A chẳng qua là một cái chữ anh Phi mở nhánh cho một cái sản phẩm thôi. A này ý ở đây là cái hộp sản phẩm nó hơi xấu một chút xíu. Và trên diễn giải anh Phi cũng có nói rõ và trong hình ảnh của cái link sản phẩm hoặc là cái mục sản phẩm anh Phi cũng đã nói rõ trên cái hình là hộp cũ nhưng đầy đủ linh kiện. Có thể hộp nó vẫn còn cái này nhưng mà nó rách bớt một phía rồi nó làm cho cũ cái này. Thì anh Phi bán với một cái giá nó giảm sâu hơn một miếng nữa nha các bạn nhé. Nhưng thực tế bên trong sẽ là đầy đủ linh kiện. Bạn có nhắn cho anh Phi bạn xin cái phần thân trên của con 2506 nhưng mà anh Phi có hỏi kho rồi. Về cơ bản anh Phi trả lời là đúng nha, không có bán, anh Phi không có bán linh kiện. Nhưng anh Phi xin kho mà kho báo là không có cho nên thôi anh Phi cũng sẽ gửi cho bạn cái mẫu này thôi. Rồi mấy đợt sau đi nếu có thì anh Phi sẽ gửi cho bạn nha. Mà nhớ nhắc anh Phi nha. Nhớ nhắc anh Phi trên cái phần chat nha các bạn nhé, hoặc là trong cái phần ghi chú cho đơn hàng á. Còn đơn hàng này sẽ là một con thần hổ linh thú 676 677 111, rất là xinh đẹp đây các bạn. Sáng nay trời nó hơi ui ui, cái ánh nắng nó không đủ cho nên anh Phi quay nó sẽ không đẹp lắm. Sản phẩm này thì khách đã thanh toán 100% rồi nha các bạn nhé. Về cơ bản thì có phụ huynh họ đặt hàng và họ cũng thanh toán ngay luôn. Có phụ huynh thì họ cũng chờ COD và cũng có các bạn mua hàng, các bạn mua COD mà các bạn cũng nhận hàng được. Rồi cũng có bạn là bơm hàng, rất là nhiều lý do nha các bạn nhé. Nhưng mà anh Phi thì không có chú trọng lắm vào những cái câu chuyện đó. Anh Phi chỉ không thích những cái bạn mà bơm hàng thôi. Bơm hàng thì có nhiều lý do lắm các bạn. Một là đặt không xin phép. Hai là đặt rồi nhưng nôn nóng quá chạy ra tiệm mua. Hoặc nôn nóng quá đặt trên nhiều diễn đàn. Rồi cái shop nào may mắn được shipper giao trước thì bạn nhận. Còn ship shop nào mà xui mà shipper giao sau thì bạn trả chẳng hạn vậy. Chúng ta không nên làm như vậy nha các bạn nhé. Với những cái quyết định mua hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ phải cân đối thời gian. Nếu các bạn quyết định mua ở một shop khác có cái thời gian cam kết giao nhận nhanh hơn thì các bạn nên hủy cái đơn của cái shop kia đi. Các bạn đừng giữ 2-3 đơn kiểu đó ha, không hay ho chút nào đâu các bạn. Mà thời gian các bạn hủy nên là những cái tiếng đầu tiên, cái giờ đầu tiên khi mà các bạn phát sinh đơn hàng. Chẳng nay sáng nay đi, giả dụ sáng nay các bạn đặt đơn trước khi các bạn đi học là vào lúc 6 giờ rưỡi sáng đi, thì các bạn rất là khó để các bạn hủy cái đơn đó. Bởi vì vào lúc 8 giờ rưỡi các bạn lại vô trường rồi. Cho nên anh Phi khuyến cáo nếu các bạn có đặt thì các bạn hãy đặt buổi chiều. Khi các bạn về nhà, cái thời gian các bạn thon thả hơn, chứ đừng có đặt buổi sáng nha. Còn nếu những cái ngày mà các bạn được nghỉ ở nhà thì các bạn nên đặt ở buổi sáng nha. Chẳng hạn như là thứ bảy chủ nhật các bạn được nghỉ ở nhà, các bạn chơi thoải mái ở trên máy hoặc là cầm máy điện thoại chơi thoải mái. Thì nếu có đặt thì các bạn đặt buổi sáng để làm chi? Để tới buổi trưa thấy đơn. Thì các bạn nếu anh Phi một lần nữa anh Phi xác nhận thì các bạn cũng sẽ thấy được cái thông tin của Shopee hoặc Lazada báo là shop đã xác nhận đơn hàng để chuẩn bị chuyển hàng cho các bạn. Nếu có thay đổi thì thay đổi nhanh nha, nhanh trước lúc đó. Chứ các bạn chờ anh Phi xác nhận xong nè, anh Phi mới xác nhận luôn á. Vừa mới xác nhận xong anh Phi làm liền nè. Cho nên lúc đó các bạn đổi đơn thì cũng đã muộn rồi nha. Và cũng có hai người bạn đang ghé uống cà phê và chuẩn bị anh Phi cà lâm tiếp đây các bạn. Mỗi lần ông ghé cà phê là anh Phi cà lâm, anh Phi không biết tại sao luôn. Nha, anh Phi cố gắng sẽ không cà lâm nha. Tập trung. Rồi. Cái câu chuyện nó sẽ là vậy, có thể nhiều khi ổng ngồi ổng nói chuyện bên tai anh Phi, cái anh Phi bị mất tập trung nha các bạn. Nha. Đó, ổng nhắc ghế, ông kéo ghế rột rột ngồi nè. Rồi, nói chơi với các bạn vậy thôi. Sau khi các bạn đặt đơn xong thì cố gắng nếu có cân chỉnh gì thì cân chỉnh sớm ở giai đoạn đầu để cho nó đỡ mất cái nguồn lực nhất định và shop cũng sẽ có thời gian chăm sóc tốt cho những cái đơn còn lại. Và các đơn còn lại đó cũng có khả năng là sau này cũng là các đơn của các bạn nhé. Để chăm sóc tốt cho được các đơn, để có thời gian ghi hình, để có thời gian đóng hộp như thế này thì các bạn bớt bơm một chút xíu nó sẽ hay hơn. Ngày hôm qua anh Phi nhận được cái cục hàng ở Bình Phước gửi về rồi các bạn. Thật sự ra anh Phi cũng có tên tuổi rồi, anh Phi có địa chỉ cụ thể luôn rồi. Bạn sẽ nhận ở một cái tiệm cá tên là Hậu Vita. Thì một á, là các bạn là người ở đó luôn. Hai là các bạn mượn cái tiệm cá đó để làm điểm giao nhận. Và nếu đã mượn cái tiệm cá làm điểm giao nhận thì chắc chắn khi anh Phi chẳng hạn như có dịp đi ngang mà anh Phi ghé vô đó, anh Phi hỏi chắc có người biết các bạn nha. Chắc có người biết các bạn, cho nên mà cái địa chỉ này cũng có một vài đơn thành công rồi các bạn. Cho nên là có thể là đã cũng nhận nhiều lần ở tiệm cá đó, mà chắc cũng người dùng địa phương đó thôi. Và nếu mà có phải hỏi ra, truy ra bạn chắc truy được. Nhưng mà chúng ta không làm chuyện đó làm chi đâu các bạn, chuyện đó không có hay ho gì đâu nha. Rồi,
thú thật với các bạn trong cuộc sống, mà những người mà anh Phi không thích thì anh Phi không có muốn gặp mặt đâu. Cho nên đó là thật sự ra những bạn bơm hàng anh Phi nói thẳng là không thích. Có một bạn cũng cà rỡn với anh Phi, mà bạn đó ở Gò Vấp hay là Củ Chi gì đó anh Phi không nhớ. Bạn đó hình như là tên Thành hay tên Lộc gì đó. Anh Phi không muốn bán hàng cho bạn đó luôn các bạn. Nói thẳng là vậy. Cứ mỗi lần bạn đó chat là anh Phi ẩn cái bình luận của bạn xuống. Mỗi lần bạn hỏi mua hàng ở trên Lazada, Shopee, anh Phi cũng trả lời thẳng là shop không muốn bán hàng cho em, tại em cà rỡn quá. Đó, cà rỡn và cái cách nó rất là thiếu văn hóa và thiếu học nha các bạn nhé. Anh Phi không có nói mất dạy nhưng mà thiếu học thôi. Đó, các bạn cứ cà rỡn. Ha. Rồi có con ở trong ha. Có một bạn đang hỏi Lego nút lớn. Đó, rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tiếp tới bây giờ vậy. Không phải anh Phi coi thường các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải rõ ràng và minh bạch. Đó, mình không có cà rỡn với người ta được ha. Lên rồi chửi bới đó, không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên thằng Phi khùng, thằng Phi này nọ khùng đó. Cái câu chuyện đó là như vậy các bạn ha. Mình làm những cái hành động đó không phải chứng tỏ là mình có học đâu, mà chẳng qua là các bạn đang muốn lôi kéo sự chú ý của người khác thôi. Nhưng mà cách đó không phải là một cách đúng nha. Anh Phi sẵn tiện thì anh sẽ nhắc các bạn luôn, cách đó không phải là một cách đúng. Đơn giản chúng ta cứ thoải mái nhẹ nhàng với nhau. Và khi bán hàng thì anh Phi vẫn luôn muốn tiếp xúc với phụ huynh để làm chi, để rõ ràng. Thì anh Phi cũng bị nhiều lần về vấn đề với phụ huynh rồi. Anh Phi gửi hàng cho các bạn thì phụ huynh lại không đồng ý. Phụ huynh nói là tại sao anh tự ý bán hàng cho trẻ nhỏ như vậy, anh không thông qua phụ huynh. Đó. Rồi có những phụ huynh khi anh Phi liên lạc á thì họ lại nói anh Phi ôi anh làm chuyện nhảm nhí, tôi cho nó mua hàng rồi nó mới đặt chứ sao nó dám đặt. Nói chung á là cuộc sống này nó muôn màu vạn trạng lắm các bạn. Cho nên đó là anh Phi chỉ yêu cầu rằng là các bạn mua hàng thì các bạn nên xin phép ba mẹ. Đó, còn nếu không thì các bạn sẽ bị các cái sàn thương mại điện tử họ đánh giá các bạn là một tài khoản không uy tín. Thì khi các bạn mua hàng á là các shop họ thấy ngay. Giống như hôm trước anh Phi có một cái đơn hàng 43% ở Lâm Đồng, Lâm Hà. Đó. Mà Lâm Hà thì cái huyện này cũng không có xa lạ gì với anh Phi cũng nhiều lần vô đó rồi. Mà một cái địa danh rất là nổi tiếng mà các bạn có thể nghe thấy đó chính là Berlin Coffee. Các bạn có thể vô đó và các bạn đi sâu thêm một chút xíu nữa, các bạn sẽ xuống tới Nam Bang Tà Nung. Cái khu đó có những cái khu du lịch rất là nổi tiếng, chẳng hạn như thác Voi. Cái thác đó mà tới mùa mà heo chết là xác heo ở trên thác không à, nó thả từ trên thả xuống á. Nhưng mà mùa mưa thì nó rất là đẹp nha các bạn. Mùa mưa thì nó khá là đẹp. Rồi ở đó nó có cái chùa. Đó, cái chùa với một cái tượng Quan Âm cực kỳ cao luôn. Hình như anh Phi nhớ là khoảng 64m thì phải. Đó, cao, rất là cao. Cái chùa này thì có cùng một vị chủ trì với cái chùa Ve Chai, nó nằm ở bên Trại Mát á. Nếu mà các bạn có dịp đi hai cái chùa đó thì nó cùng một ban chủ trì nha các bạn. Rồi, cái từ cái tượng Phật Quan Thế Âm cao đó các bạn có thể nhìn xuống thác Voi khá là đẹp. Thì nếu mà ghé Nam Bang thì các bạn có thể ghé gà khu vực đất cũng ngon nha các bạn. Nếu ghé Nam Bang thì các bạn có thể ghé vào cái Cường Hoàng Siêu, tham quan cái quy trình nuôi tầm. Không, họ không có nuôi ở đó, không có nuôi. Nó có cái quy trình nhưng mà chỉ là những cái con tầm mẫu thôi. Họ sẽ cho các bạn thấy là con tầm nó được sinh ra như thế nào, nó lớn lên như thế nào, nó nhả tơ như thế nào, rồi các bạn có thể tham quan cái xưởng dệt của họ. Mặc dù bây giờ thì cái quy mô nó giảm nhiều rồi nhưng mà các bạn vẫn tham quan được. Nhưng nếu mà các bạn bữa nào có duyên thì còn gặp một anh chủ, ảnh có thể đãi các bạn món tầm chiên. Nhưng mà anh ướp hơi mặn, ăn cái đó chắc phải uống cà phê nhiều. Ở đó có một cái quán cà phê bán cũng ngon nha các bạn. Cà phê đó thì do nhà làm luôn, nhưng mà nhà của một cái chị khác chứ không phải của anh đó. Rồi xong á thì mà kế bên đó đó, khi các bạn lên lầu 1 các bạn uống cà phê thì nếu các bạn giỏi ca hát thì giao lưu luôn. Ở trên đó nó có cái dàn nhạc để các bạn có thể giao lưu. Và từ cái cửa sổ đó các bạn nhìn qua bên kia thì bên này là nuôi tầm và làm bằng tay, các công nghệ bằng tay. Còn kế bên sẽ là một cái công nghệ nuôi tầm và làm bằng máy nha, công nghiệp. Nhưng mà bên kia thì người ta không có cho tham quan. Đấy, cái hướng đi Tà Nung nó là như vậy nha các bạn. Tà Nung thì người ta cũng trồng rất là nhiều cây nuôi tầm, là gì, cây dâu tầm ăn, đúng không, dâu tầm ăn. Đây là một cái làng nghề từ ngoài Bắc vô nha các bạn. Anh Phi chưa có dịp ghé đó để mà tham khảo nhiều, nhưng mà theo anh Phi biết, những cái người đang ở khu vực thác Voi Nam Bang á, là ngày xưa ở Hà Nội đi kinh tế mới vô trong này đó, thì họ mang cái làng nghề dệt nuôi tầm dệt tơ đó vô trong này. Không biết có dính dáng gì tới Châu Long với Lưu Bình Dương Lễ không nữa. Rồi bây giờ thì anh Phi xong rồi đây. Một cái đơn hàng nữa của con 2502 cá mập phiên bản con trai. Nó còn cái 2509 cá mập phiên bản con gái nữa, nhưng mà nó chỉ có hai cái bẹ màu hồng thôi các bạn, chứ không phải là con sư tử lửa màu hồng hẳn như cái con 2508. 2508 là phiên bản sư tử lửa màu hồng đó, nhưng mà nó màu hồng. Còn nếu mà các bạn mà giỏi nữa thì mua nó về ráp xong mà sơn nó lại thành màu vàng như con sư tử lửa 2500. 2500 đừng hỏi anh Phi còn không, nếu còn là giờ này anh Phi giàu rồi nha. Nếu còn là giờ này giàu lắm rồi, nhưng mà rất tiếc là hết rồi. Mà hết là cũng cái lỗi của anh Phi.
cách đây vài năm rồi anh Huy làm quà tặng mà tặng cho khách hàng mà khách hàng sợ luôn á. Cứ bill nhiêu tiền anh Huy tặng chiếc, bill nhiêu tiền anh Huy tặng chiếc, tặng riết mà khách hàng nói ơi con anh ráp không kịp em đừng tặng nữa. À, có nhiều đứa nói anh Huy xạo, nó nói thiệt đó. Rồi bây giờ tới trở lại cái câu con 2508, con này là con A nha các bạn. A là hộp, hộp nó về nha, nó không nó, có con thì còn cái này, có con thì cũng mất cái này rồi, nhưng mà anh Phi đảm bảo với các bạn linh kiện bên trong là mới toanh toàn toanh nha, nó không bị gì đâu, chẳng qua là cái hộp nó xấu chút xíu từ phía bên ngoài thôi nè các bạn thấy không. À, nó xấu xấu vậy nè. À, lau nó đi nha, thì nó sẽ rẻ hơn, hoặc các bạn mua để bổ sung linh kiện cho mình nha. Các bạn có thể bổ sung linh kiện bằng cách này. Nhiều khi các bạn đi xin thì anh Phi phải xin ngược lại kho, mà kho không có anh Phi trả lời không có thì các bạn lại buồn. Cho nên nhưng mà các bạn có thể mua lại để bổ sung những cái linh kiện này với giá rẻ, nhưng mà nên mua kèm với lại những cái đơn hàng chính quy chính gốc của mình, nó sẽ rẻ hơn nha các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể đặt từ yêu đồ chơi trẻ em.com, nó sẽ có phần phí, đôi khi nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà có một số cái thì nó lại đắt hơn bởi không có những cái voucher. Shopee đôi khi nó có những cái voucher, rồi đôi khi nó có những cái gọi là hỗ trợ vận chuyển, nhưng mà về cơ bản các bạn mua khơi khơi thì cái phí trên Shopee nó sẽ cao hơn thông thường nha. Rồi anh Phi test xong cái motor này rồi thì giờ quấn lại thôi nha. Rồi ba đơn hàng sáng nay anh Phi làm nhanh để các bạn có thể thấy. À, một ngân hà với giá thông thường giảm xuống, một ngân hà anh Phi vô quy vô mã A là hộp, hộp nó không có ngon nhưng mà linh kiện ở trong là đầy đủ nha, nó như con mới vậy thôi. Thật sự ai biết chơi thì nên mua mã A. Anh Phi sẽ còn mở mã A nữa cho các cái mã hàng khác để các bạn có thể mua cái phần linh kiện, và những nó còn những cái mã mà mất hộp luôn kìa, cái mã đó chắc mở luôn tới qua tới mã B quá. Rồi từ từ các bạn sẽ có một cái gọi là định kiến với Abo, định kiến với đồ chơi trẻ em, cái nào có chữ A chữ B cuối cái nói anh Phi bán hàng dỏm là chắc chết quá. Không phải đâu nha, tôi chỉ mở cái A để mình đi qua một cái phân nhánh khác của hàng hóa thôi, chứ không phải có chữ A chữ B là hàng dỏm đâu nha, không phải nha. Sau này cứ nói là A B là hàng dỏm đi nha. À, nhiều khi các bạn theo chủ nghĩa mà chủ nghĩa ngồi nhìn á, các bạn sẽ ngồi nhìn và các bạn sẽ rút ra được những cái điều đó. Trời ơi, nhiều khi nó cứ thấy qua ánh mắt chúng ta thấy cái gì là chúng ta sẽ định hình cái đó như vậy, chứ không phải là bạn đi sâu vô bản chất. Tại vì qua cái việc này, giao hàng cũng vậy nè, có nhiều bạn vui lắm. Trời ơi, con mua từ đây về quê con hồi hổm giao hôm trước hôm sau có, mà anh ai chú hẹn con từ 2 cho tới 5 ngày. Thì hôm trước hôm sau có là may mắn, là cũng 2 ngày đó. Nhưng mà cái không có hãng giao nhận nào mà họ dám hẹn mình 2 ngày đâu. Trước hết là sẽ có một cái khung từ 2 cho tới 5 ngày, trừ khi các bạn gửi chành xe. Nhưng chành xe thì cũng có những lúc họ gặp trục trặc trên đường đi, thì cục hàng của bạn nằm trong cái khối trục trặc đó thì nó cũng sẽ đi trễ nha. Hoặc các bạn có thể đi máy bay, hoặc là sáng nay nào biết có một cái người bạn bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội chẳng hạn, nhờ gửi hàng qua cho họ xong rồi họ cầm về luôn á, thì trong vòng buổi sáng là có thôi. Nhưng mà cái đó là những trường hợp đặc biệt, còn bình thường thì hàng bưu phẩm thì lúc nào cũng từ 2 cho tới 5 ngày hết, đừng có trông mong gì hết. Tới nơi shipper người ta gọi, chỉ sợ là shipper gọi rồi không nghe máy rồi họ trả hàng về thôi, chứ không có ai hẹn chính xác ngày đâu. Còn nếu giao nhanh thì mừng nha, nếu giao nhanh thì mừng. Bản thân anh Phi cũng vậy thôi, mua mấy cái ống chia vòi nước thì họ hẹn thứ bảy giao thì thứ sáu giao thì mừng rồi, sớm ngày để mình xử lý chuyện mình sớm ngày đó. Mà đem về nhà lắp vô rồi mới biết mình mua lầm cái phi ống là ôm luôn chứ làm sao, chẳng nhẽ giờ báo là sai hàng trả lại cho người ta có giao sai đâu. Mua 21 thì người ta giao vô 21, còn của mình 27 mình không đo kỹ thì lỗi của mình, thì mình phải chịu nha. Nhưng mà có những bạn không có chịu đâu nha, có những bạn á trong tình huống đó là đem đi trả hàng đấy, đổi hàng đấy, rồi bắt đầu cãi lộn với shop nha. Đó, rồi mô tả anh không rõ, hình ảnh anh không rõ gì đó. Khi mua những cái đó anh Phi nhìn hình rất là rõ các bạn, chỉ có cái anh không rõ là ở nhà anh Phi máy sai máy, lúc đó anh không có nắm, cho nên là khi đụng vô anh Phi mua sai thì anh Phi phải chịu thôi chứ làm sao giờ đó. Hoặc là gọi điện năn nỉ người ta chứ không có làm khó. À, anh ơi tôi mua cái này bị sai, thôi giờ tôi gửi ngược trở về ngoài bằng cái đường bưu điện nào đó, rồi anh gửi ngược lại cho tôi cái cục kia anh có hay không chẳng hạn vậy. Người ta có người ta giúp mình thì cảm ơn người ta ăn tiếng, rồi người ta không có thì cũng cảm ơn người ta ăn tiếng, bởi vì người ta cũng chịu nghe máy, người ta chịu nói chuyện với mình nha, chứ không phải hăm dọa là anh giấy cho tôi lần này đi lần sau tôi mua không thôi tôi không mua shop nữa, không phải hăm dọa như vậy nhé. Rồi bây giờ thì xong rồi nha các bạn nhé, xong rồi đây anh Phi xong ba đơn sáng nay rồi. Thôi chúc các bạn một ngày cuối tháng 2 vui vẻ, tháng 2 cũng là tháng đặc biệt nha các bạn, có năm thì 28, có năm thì 29, mà năm nay thì anh Phi không biết nó 28 hay 29 nữa. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.